Nó tối mở đèn mối vô cá rô lên ăn à. Một em mối chuẩn bị nhảy xuống, rớt xuống. Đó, cá rô lên lụm liền. Mùa này nuôi cá rô là ngon lành luôn. Đây. Mập cắn cần câu kiểu gì nó kéo luôn cái cần của mẹ đi rồi. Hay quá. Ơi, con ăn gà đã không? Đó. Đó ăn thêm cá không? Ăn thêm cá không? Đó. Ừ. Chơi ăn không? Không thấy cá trê luôn, mình nói mối nhiều lắm. Bên đây là cá rô phi, cá rô là ăn gì? Trời rớt xuống mối xuống nào là cái râu lụm của nó liền. Đó, nó cá phi nữa, cá trê nữa. Nghe nói không nè. Còn thấy cá không nè? Còn thấy cá không? Cái rô nó ăn mối màu lớn cần thấy. Con cá nó ăn mối kìa. Đó, đó con cá nó bơi bơi đó. Đó ăn xuống bắt cá không? Đó, ăn xuống bắt cá không? Nó nhảy xuống thì nó không để đâu. Rồi cho ăn cái sao ăn nhảy xuống ăn bắt cá coi. Có chừng té nha An. Thế có sao đâu mà. Có ba đây mà phóng xuống mà lỡ ba em dứt lên có sao. Không phải kịp chứ ba nó phóng chứ phải đợi ba nhịp. Đùa nữa. Em bả gì? Bả cứ xem thường ba không à. Cá trê nó lên ăn đầy luôn nè anh. Ừ. Rồi rồi để qua quay cá trê này cá rô.